Đó, đây là có hai mẹt nha cả nhà. Đó, hấp dẫn chưa còn mọi người? Đó, giờ hai mẹt này sẽ được lên cho gì chức gì. Ơi, em có đâu má, bà tin quá. Má được 300 là má trả cha. Hai con lỗ tiền bánh lan bánh đòi. Hello, con xin chào cả nhà nha. Hiện tại con đang có mặt ở quán A Dì nha. Đó, quán này là quán của chị Kali nha mọi người. Đó, mọi người có thể ăn ủng hộ chị Kali, có thể qua đây ăn nha cả nhà. Đó, địa chỉ là 1225 và 1227 đường 3 tháng 2, phường 6, quận 11 nha. Đây có số điện thoại nha. Nếu mọi người muốn qua đây ăn mà không biết đường thì có thể gọi qua số điện thoại này trực tiếp để gặp chị Kali nha. Đó, giờ con sẽ đi vô trong quán nha cả nhà. Đó, giờ này còn đi hơi sớm. Đó, giờ nó cỡ 4 giờ chiều nha cả nhà. Đó, hôm nay có sự có mặt của dì chức nha cả nhà. Đó, dì chức qua đây. Chỗ chị Kali làm ăn đó dì chức. Nghe nói bà biểu cho bà chờ hà, biểu trên mạng hà, phải không? Tôi ra cái bà cho tôi biến đi, lui cung. Phải không? Mất tiền nghe. Đó. Đó mày. Trời đi lúc trước chị Kali giúp gì trước kìa. Năm trăm mấy không có hai chục. Ý là đang kiếm cờ 500. Mấy đồng? 500 giảm 500. Hả? 500 giảm 500 ra trên lá Chịu chứ. chịu luôn. Chịu má. Mày sao kiếm cờ 500 khó gì cả, lúc này đi mượn tiền kiếm cờ 500 khó nha. 500 thôi. Muốn cho Cali đi khám bệnh. Phải không? Có được không? Nè, giờ đây nè. Bỏ tỷ nha. 500 không? 500, 500 giảm 400 không? Năm trăm trả 400 nha mọi người. Đó. Thầy thả tép bắt tôm nè. Thầy thả cái bắt tôm á. Nhìn mặt tiền rồi, nhìn mặt mặt tiền biết rồi, sao sao à? Cái này uống đi. Đó. À, cái bà cắt ca không biết thuốc bệnh gì đâu kêu. Cái đó lúc nào bà tử mà. Cắt cái gì cho uống hả? Đây đây đây. Đó, hôm nay mọi người sẽ qua quán chị Kali ăn nha để review món. Ủa, hôm nay món gì chị? Nem Nem nướng đúng không? Rồi mẹt nem nướng không? Mẹt nem nướng nha cả nhà. Để lát chị Kali đang set up lại nha cả nhà. Rồi bắt đầu còn sẽ quay thật rõ và thật kỹ cho cả nhà xem nha. Ba mãi đó là qua nhà Charlie ăn tiệc. Đám cưới mà Charlie. Anh tài xong qua chơi. Qua hết đám rồi nè. Chuyện này chứ chồng trước nói chuyện đi, chồng cũng quý má, cái chồng quý à. À, chồng nào ra chồng đó nha, chồng anh chức là tướng nguyện. Uống đi cho nước sông má. Uống gì không? Uống gì? Nước sâm đi ha. Ừ, nước sâm đi. Là ngon chết của ông không? Đó. Ủa nãy chị lấy 5 xì rồi giữ luôn đi chị. Giờ lại quán quậy nè. Thì trả giờ ngon chưa, từ từ ăn nha, chút ăn rồi nè. Ai vậy? Chị cho tôi. Chị chứ hả? Trời, vô đây nhận mà con luôn hả chứ? Thôi gì vô phụ chị nấu đi. Lần thứ mấy của chức qua đây chứ? Lần thứ 8 qua đây hả? Bộ đây bên này bán ngon lắm không chứ? Đó, chức lúc khen lúc chơi nha cả nhà. Đó, mọi người biết tính chất ngon xem chất lâu rồi mọi người cũng biết rồi. Đó, đây là có dì Sưng nữa nha. Đó, có sự hiện diện của dì Sưng qua đây ăn để review nha cả nhà. Đó, có anh Gia Đình, chị Suka và với còn với anh Dậu nha cả nhà. Đó, chất đang ngồi chờ ăn nha cả nhà. Đó, ai làm chất sợ? Chạy xe mà cũng còn kém xe hồi nãy chạy giọt 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 đâu chiếc xe kia nó bàn nha. Thằng Dậu không? Nó đi phá mà nó không bớt chấp xe luôn, quẹo rồi. Thấy người quẹo rồi. Nhiều thấy bà, thấy bà con làm dây chai hay là cái số nó càng là lặt lưỡi rồi thôi gì đâu. Đúng không vậy? Mà phải bảo đảm chứ, má quẹt cái bởi chứng hết là coi như ngồi ăn rồi. Bà sống không? Để nó biết mặt già. Có nói bà, nó chứ chào sống ngoài thì chết. Nhớ bà, hôm nay cái chậu này dứt cả liền nha. Rồi chứ có cái giờ rồi chứ nè. Đó, quán ăn gì có những cái món ăn như vậy nha cả nhà. Đó, đây là quán menu món chính nha cả nhà. Đó, sáng có bán mì tiếp.
hủ tiếu, mì bò kho, hủ tiếu gà, hủ tiếu đùi gà, má đùi, hủ tiếu xá xíu nha cả nhà. Có bán cơm, có bán cháo, có bán đồ chay luôn nha cả nhà. Đó, còn mấy cái món đặc tiệt là có bán đặc tiệt luôn nha cả nhà. Gỏi sen súp cua nha. Đó, cái món, những món còn không biết, xá sùng xào, xá kén nha cả nhà. Đó, rau củ, bún gạo Singapore. Giờ còn sẽ quay qua bên đây menu. Đó, bên đây là những cái món thêm nha cả nhà. Món thêm của quán A Dì nha cả nhà. Đó, mình có đùi gà thêm, cánh gà thêm nha. Có giá đàng hoàng luôn nha cả nhà. Đó, đầy đủ món nha cả nhà. Có thể ăn qua đây ủng hộ cho chị Kali nha cả nhà. Chị Kali đang xếp up lại nha. Cái món mẹt nem nướng nha cả nhà. Đó, rất là hấp dẫn nha. Đây là có này, bánh hỏi nha, cải xà lách nè. Đó, có rau thơm nè, rau quế nè. Đó, có rau giúp cá nữa nha cả nhà. Đó, rất là hấp dẫn nha. Đó, chị Kali đang làm nha cả nhà. Đó, ai ăn nó có thể ghé qua quán, địa chỉ nãy còn có quay lúc trước đầu clip nha cả nhà. Đó, mọi người muốn ăn ủng hộ chị Kali. Sáng là chị Kali có bán hủ tiếu đồ đầy đủ nha cả nhà. Đó, chị Kali cho em mượn cái menu chị. Còn sẽ quay trực tiếp menu cho mọi người coi sẵn, mình có thể mình tham khảo cái giá cả để mình ăn, có thể lại đây ăn. Ở này có dưa leo nữa nha cả nhà. Đó, bây giờ rau với có đậu phộng, có hành lá rồi nha cả nhà. Đó, rất là hấp dẫn luôn nha cả nhà ơi. Đó, đây là một phần hai người ăn nha cả nhà. Bây giờ đã thành phẩm rồi nha. Đó, còn sẽ xin nói lại một lần nữa nha cả nhà. Đó là có gỏi, bánh hỏi nè, rau xà lách nè. Đó, rau quế nè, gấp cá nè, dưa leo nè. Đó mà có chả giò với nem nướng và có bánh chén nha. Đó, đây là một phần từ hai người ăn nha cả nhà. Hai người ăn trở lên nha. Có thể ăn ít thì mình có ăn ba người nha. Nếu ăn mạnh thì ăn cỡ hai người nha. Đó, đây là có hai mẹt nha cả nhà. Đó, hấp dẫn chưa còn mọi người. Ở giờ hai mặt này sẽ được lên cho dì Chức, dì Xuân, anh Kinh Đình, chị Suka, anh Dậu với còn ăn chung nha cả nhà. Đó, có thiếu là bảo đảm chị Kali sẽ đem ra thêm cho mọi người ăn nha cả nhà. Đó, chị Suka, chị Kali bưng ra nha. Ủa, một phần như là bao nhiêu chị? 99.000 hả chị? Đó, một phần 99.000 nha cả nhà. Hai người ăn nha, rất là hấp dẫn nha. Có mỡ hành và có đậu phộng luôn nha. Ờ, dì Sơn ăn như mèo hủi nha. Bánh hỏi nha mọi người, bánh hỏi nha. Anh đây là lên cái tô cho anh nha. Ừ, đi. Nè, thì trước ăn đi nè. Này đem gì nhà. Chưa ra. Đó hả? Này đem gì nhà. Thôi dì Chức, dì Chức đừng nói chuyện này. Khúc này dì Chức cầm cái mâm cho ông chụp hình cái dì Chức được không? Không có mặt dì Chức. Nè, dì Chức nè. Đó, đó. Đem gì nhà được đó. Rồi xin cầm nha. Mình gái rồi được nói chuyện. Nói không nha không biết. Em đi hỏi rất là ngon. Đó. Tu không ngon. Gia Ly bán tại chợ hai người ăn là 100.000. Đó. Đó, chị Kali kính là 99 mà chứ gì Chức là cái gì Chức cũng cơ lên rồi, được rồi. Rút lại đây đi Chức, đừng nói chuyện nữa Chức ơi. Đủ rồi. Bà ăn đi mọi người, bà không về nha. Đem về. Không có đem về đâu gì chứ. Đem về thì đương 99.000 đây đem về. Chị Kali làm thêm phần nữa, chị Kali kính tiền gì Chức nha. Đúng không? Đem về, phần nói về cho gì Chức. Ăn đi Chức. Nó đem bằng nước mắm ra. Chức ơi, gấp đi Chức. Gấp cái tiền mà gấp đi, con mới gấp được gì Chức. Gấp cái gì Chức. Đó, giờ có nước mắm ra nha cả nhà. Nước mắm rất là hấp dẫn nha. Đó, đây có chén nước để mình thay cho bánh chén cho nó mềm lại nha. Ôi, Chức mới ăn gì Chức? Trời ơi, Chức ăn nem luôn nha cả nhà. Quá hấp dẫn luôn nha cả nhà. Đó, dì Sơn cũng đang ăn. Ăn chứ dì Sơn, ăn thử đi dì Sơn. Xem sao dì Sơn. Đó, dì Sơn đang ăn thử cái gỏi đầu nha. Cuốn đầu tiên nha cả nhà. Đó, dì Sơn sẽ lấy bánh chén nha.
Nói chung là kha một miếng nước lên, rồi bắt đầu mình bỏ rau xà lách lên, rồi bắt đầu mình bỏ rau quế nè, bắt đầu rau thơm nè. Ăn đi bạn, ăn đi. Ăn cho bây vậy, ăn cho chưa vậy. Ủa bánh đâu rồi? Bánh về đây các bạn, chứ để kìa. Trời ơi, cái bánh trước mày tức sợ rồi thấy hoài. Sợ em đem cái bánh về. Ăn chung này cho đi. Ăn đi. Rồi giờ Sưng sẽ cuốn nha cả nhà. Ở đây thôi Sưng ăn, Sưng cảm nhận nha cả nhà. Ôi ăn đi. Chả đúng ăn đó. Cái gì? Rồi, cảm ơn chị. Rồi Sưng sẽ uống. Dạ chị. Cảm ơn chị nha. Rồi con gấp đây một cái. Sao ăn thấy sao rồi Sưng? Vừa ăn nọ. Đó một mẹt là 99.000 nha. Cả nhà có thể qua đây ủng hộ cho chị Cá Ly nha. Ngoài ra món mẹt còn có những cái món khác nha. Bánh tráng khỏi lấy nước, bỏ rau vô lại cho mềm. Bánh tráng cũng ngon mà đem cũng ngon. Ăn đi. Quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Qua là cô liền nha. Mấy bạn đưa tiền trước đi. 100.000. Trời ơi. Ủa. Ủa. Ơi. Rồi, cái này nè em dẹp cho. Mua cái này đem về cho em cái chữ. Có ủng hộ của bà đó. Đó trước sau là 2 phần nha, gì Sưng 1 phần, gì Trứng 1 phần. Rồi bữa sau 1 phần cho chồng nữa, bữa sau là bữa sau kêu. Chứ trả 2 phần đây, phần của chồng với phần của em thì chết là 2 phần là 200.000. Giờ gớm ta. Trời vậy chứ. Tại vì hửi hửi tiền cái gì? Không chứ. Trời ơi, có tiền mà nhà mà tiếc hả? Trả cho má chồng không đi. Trả biết sao, lâu rồi. Trả biết sao rồi. Trả cho má chồng hả chị? Trả má chồng hả 300 thôi. 200. Nhà má chồng 100 thôi, 300 thôi, 200. Trời ơi, thay bao má chồng luôn. Không có đâu má, một tu 300. Còn chồng tôi, còn cháu tôi. Thế bây giờ thấy 200 không? Dữ vậy? Có nghĩa là giúp mua 2 phần của em với phần của chồng là 2 phần. Của chồng là 2 phần. 2 phần đó, 3 phần, bây giờ thôi 2 phần. Chồng không trả, chồng có trả rồi chứ. Mà giờ cuối gì chứ? Nè, bây giờ chơi. Đúng rồi, nếu 300 là coi như trả cho má chồng rồi đó. Anh nói là hỏi là 300 gì chứ? Nay tôi lỗ tiền bánh lá gì nữa. Đó là hỏi cho mày 300, chứ tôi 500 rồi, chứ con này còn hai. Cho cháu. Chứ con rồi má. Con 3 phần ngày mai 1 phần. À có 2 phần không? Ý là cháu ăn chung với em á. Cháu ăn chung á. Ôi có đâu má, bà tin quá. Má được 300 là má trả cha. Hai con lỗ tiền bánh lan bánh đòi. À đi dẫn chiếc đi review náo loạn luôn rồi. Thôi giữ liền vậy đó, tôi đi về tre bà đi riêng, tôi đi riêng. Trời ơi, đó. Về nhà tôi là về nhà chồng bà đi. Trời ơi, chưa, nghe gì chưa? Ăn đi. Nhịn ăn cho mày cái chân can đó, ai còn ăn đi. À. Ma Vân. À, ông Hồ Quân. Hỏi chia sẻ cho mọi người, giúp nói chung là giúp mua cũng phải nhớ chồng của tôi rồi, với anh Tướng Nguyễn nha, cũng mua cho Tướng Phục Cầu nha. Là ngày mai nó giàu gì chứ? Nó mới về nha. Mà mai mới giao. Thì mai nào cũng Nguyễn, anh cũng Nguyễn qua mới gọi qua. Mới giao qua. Có nghĩa là anh Nguyễn qua đây một cái rồi chị Cali rồi giao qua, rồi chúng ta đứt giao qua. Nói chung là một phần có gì nhất. Cali ơi. Cali. Một phần của anh Đức Nguyễn là ngày mai mới giao anh chị. Còn hôm nay khi nào gọi chị mới giao nha. Khi nào gọi chị làm mà chị giao cỡ nửa tiếng sau chị giao cũng được. Nửa tiếng nha, còn nước khối nha. Cái này nó nấu gì? Nửa tiếng mà. Thì đó. Ý là phải cắt dao này nọ. Cái này là ăn nấu mới ngon hiểu không? Cái gì? Có biết đâu chờ, có đánh chờ không hỏi gì chờ. Cái đúng rồi, đó giờ má chồng trả tiền lại cho con dâu nha. Một cái mẹt nha cả nhà. Ăn đi. Thôi trả đúng 99.000 gì Sơn ơi. Ủa mới vô vừa có ăn không nổi
Hay quá. Nè, chị nói nè, nó hỏi mình lên sóng luôn nè, chị nói vậy là hỏi cho anh chị em mình là sức sức khỏe, là sức khỏe nha. Cái gì nữa? Đúng rồi Sơn. Ai nữa? Chậu hả? Chậu Vinh hả? Rồi em vừa hút hoài à. Đúng rồi, em thấy vậy á, trước khi nãy qua đây là về nhà có 1 tiếng nha. Trời ơi, má chồng có còn 500 luôn mọi người ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Nhìn gì chứ? Trời ơi, cậu lỗi. Trời ơi, thấy không? Trời ơi, mày á, mày không nói. Mày nói đi nha, anh định. Vì em cũng quan tâm sống anh đó anh nha. Quan trọng nha. No chưa chất? Rồi đó, chất no nha cả nhà. Ăn đi, quá hoảng sợ. Cái gì vậy? Tính ra chồng chứ anh Tuấn Nguyễn nuôi chức đáng nha. Làm gì làm cũng nhớ mà. Thôi đừng có mai ăn cái mẹ có 99 ngàn năm mai rồi năm xị nha. Muốn chửi chửi à. Ê chất khi nào mai chức để mày qua chức lấy 100 ngàn. 100 ngàn thì chất. Chắc vậy quá. Trời ơi, lỡ 500 lấy 500. Trời ơi, chơi chiêu. Đó là có 1 tiếng, phải 1 tiếng bằng cơm. Bằng cơm. Bằng cơm. Bằng cơm. Hồi nãy 500 ngàn chị không dám lấy luôn á. Rồi anh Tuấn Nguyễn ơi, đừng có ăn cái này nha, anh ăn là bị dính chân dính xương nha. Rồi. Kêu quá à, chú Nguyễn nó mua bông rồi, chứ nữa ăn thì con bé bán nó quen cho thầy. Tao lại mà. Anh Tuấn Nguyễn không dám lấy luôn. Trăm ngàn rồi, bông nhà, bông đẹp lắm á. Thôi. Kêu má mày qua lựa hủ. Nè, bông tôi quá trời rồi má. Thích không cho luôn nè. Đó. Thích không? Đó, bông treo trên đây. Đúng không? Thích chậu nào nó cho nè. Trời ơi. Hôm qua con có vô hụi kỹ của bông nè, đâu biết gì chứ đâu đâu được luôn. Bông hồng luôn, nở đẹp lắm. Ngay mặt tiền hỏi nhà con tu. Hồi nãy bà tính trà độ, nói trà độ con nữa. Vô cái giọng nhớ ca lên dắt đi, chịu bình xanh chạy. Mẹ, em nghe mà ngố ai vậy? Trời ơi, nạn cười ông nhất. Anh ta nước mà bố nói gì chứ thường. Bà không đâu quái quậy nha bà. Trời ơi, chức quậy quá cả nhà ơi. Tâm lành cái đùa bậy kìa. 65. 65 cái có nói cấm lâm đâu chức nghe lộn có. Chứ ăn đi chứ. Chứ là quậy chứ hả? Không ăn nữa hả? Ăn cho nó no thôi hả? Ngon gì chứ? Ăn ờ, ngon nha cả nhà. Cái hộp nó ra bỏ vô đây. Không có nha. Bào hết nha. Có nha, còn bào hết nha. Bây giờ cuối cùng của em cũng đang xong nha cả nhà. Đó, giờ dì Sưng cũng đang ngồi đây nha. Dì Sức thì cũng đang đặt hai phần. Đó, giờ lấy một phần về cho gia đình ăn và một phần mai cho chồng đem qua cho chồng ăn nha cả nhà. Đó, phần đó mai chị Kali sẽ đem qua sau nha. Ồ, ăn này rất là ngon nha cả nhà. Trời ơi, chất ăn ngon quá mày chất. Chất ăn xong rồi, chất cũng qua đây ngồi một bên nha cả nhà. Đó, bye bye cái mọi người đi chất. Rồi, bữa sau ghé nha, thôi bye bye mà vô hồn cái gì vô chi quý chất. Không có gì trả lời luôn hả? Đó, nhỏ các bạn chất cái nha. Đó, một cộng các bạn nha cả nhà. Chất già rồi mà chất rất là nóng máu nha, đụng cái là la, cái là nẹt nha cả nhà. Chức đi gáp về luôn nha cả nhà. Nãy chức cũng bye bye xong rồi giờ còn quay cảnh tiếp theo chức đi về lại Hồ Kỷ nha. Nãy đi là còn chở đi mà giờ còn có việc á nên còn đi công việc của còn nha nên chức phải đi gáp về nha cả nhà. Bye bye chức ngay chức. Anh ơi đá trong gì trời, đá trong gì trời, đá trong gì trời, đá trong gì trời. Anh chạy từ từ thôi nha, vì em hay la sảng lắm á. Chào kiểu đường nha. Bye bye chức. Rồi chức bye bye nha cả nhà. Chức về luôn nha. Giờ Sưng cũng đang đón xe để về luôn nha. Đó Sưng cũng ủng hộ cho chị Kali một hộp gì. Chức ủng hộ hai hộp. Một hộp là cho chồng. Mai đem qua còn hộp chức đem về nha cả nhà. Bye bye nha cả nhà.